20.000 người biến mất bí ẩn ở tam giác Alaska do UFO gây ra. Tam giác Alaska được biết tới là một khu vực rộng lớn của tiểu bang Alaska, Mỹ, trải dài từ khu vực đông nam gần Juneau và Yakutia đến khu vực phía bắc của dãy núi Barrow và thành phố Anchorage. Khu vực tam giác Alaska có những cánh rừng rậm rạp, cây cối um tùm và nhiều đỉnh núi phủ đầy băng tuyết. Dù địa hình hiểm trở nhưng nhiều người ưa mạo hiểm tới nơi đây để khám phá thiên nhiên. Thế nhưng, trong những thập kỷ qua, nhiều vụ mất tích bí ẩn xảy ra tại tam giác Alaska đến nay vẫn chưa được giải mã. Trong đó, khu vực này được dư luận quan tâm đặc biệt lần đầu là vào năm 1997 khi ấy, máy bay của đảng viên đảng Dân Chủ Hale Bock biến mất bí ẩn khi bay qua khu vực giữa Anchorage và Juneau. Ngay sau đó, Mỹ triển khai một cuộc tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn trên phạm vi 8,2 triệu ha. 40 phi cơ quân sự, 50 máy bay dân dụng và hàng trăm người đã tham gia cuộc tìm kiếm ông Hale Bock. Tuy nhiên, sau 39 ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của máy bay xấu số cũng như ông Hale Bock. Đến năm 1990, phi cơ hạng nhẹ Cessna 340 mất tích trên bầu trời Alaska. Trên máy bay khi đó có một phi công và 4 hành khách. Năm 1950, máy bay quân sự chở 44 hành khách bốc hơi không dấu vết khi bay qua tam giác Alaska. Theo thống kê, từ năm 1972 đến nay, hơn 20.000 người mất tích bí ẩn, không để lại bất cứ dấu vết nào tại tam giác Alaska. Dù giới chức trách và các chuyên gia nỗ lực điều tra, tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được dấu vết, bằng chứng nào giúp xác định các nạn nhân đã gặp chuyện gì, còn sống hay đã chết. Liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn trên, một báo cáo kỳ lạ đã được gửi cho Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA vào năm 1998. Trong báo cáo, các phi công thuộc chuyến bay 1628 của Japan Airlines kể rằng đã gặp phải 3 hiện tượng trên không xác định UAP, thường được gọi là vật thể bay không xác định UFO. Phi công chuyến bay 1628 báo cáo rằng, ban đầu họ cứ ngỡ vật thể bí ẩn đó là máy bay quân sự. Thế nhưng, sau khi quan sát kỹ, họ phát hiện các vật thể kỳ bí đó đang đuổi theo máy bay của họ. Vật thể bí ẩn di chuyển thất thường và phát ra những chùm ánh sáng lạ. Từ những mô tả này, một số người cho rằng, tam giác Alaska có thể là nơi người ngoài hành tinh xây dựng căn cứ bí mật. Theo giả thuyết này, UFO của người ngoài hành tinh có thể gây ra sự biến mất của hơn 20.000 người. Mục đích của sinh vật ngoài hành tinh bắt cóc con người vẫn là bí ẩn lớn chưa có lời giải. Do đó, nhiều người hy vọng nếu chúng ta tìm thấy UFO và người ngoài hành tinh thì những bí mật về các vụ mất tích ở tam giác Alaska mới có thể được giải mã.